khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Con gái 19 tuổi của ca sĩ Duy Mạnh, mặn bằng bố hay không thì chưa biết, nhưng cũng rất xinh xắn, đang du học tại Ý. Nguyễn Thu Cầm là con gái đầu của nam ca sĩ Duy Mạnh, cô nàng sinh năm 2000 và hiện đang là du học sinh tại Ý. Nếu nhắc đến những ông bố là người nổi tiếng nhưng lại siêu mặn mòi trên mạng xã hội mà quên mất nam ca sĩ Duy Mạnh thì chắc hẳn là thiếu sót vô cùng to lớn. Tuy không còn nhiều ca khúc hit như ngày xưa, nhưng hiện tại nam ca sĩ luôn gây sốt với những phát ngôn thẳng thắn, hài hước, có đôi khi là hơi bổ bã trên Facebook của mình. Đặc biệt, những clip tương tác với cậu con trai nhỏ của Duy Mạnh cũng khiến các fan thích thú. Tuy nhiên, chắc hẳn nhiều người không biết rằng ngoài quý tử Mạnh Cầm, Duy Mạnh còn có một cô con gái lớn tên Thu Cầm. Trong một vài lần hiếm hoi xuất hiện, con gái Duy Mạnh đã gây ấn tượng với nhan sắc càng lớn càng xinh đẹp của mình. Ngoài cậu con trai nhỏ tên Mạnh Cầm thường xuất hiện, Duy Mạnh còn có một cô con gái xinh đẹp năm nay 19 tuổi tên Thu Cầm. Được biết, công chúa Nguyễn Thu Cầm nhà Duy Mạnh sinh năm 2000, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Thu Cầm cũng đã sớm bộc lộ khả năng của mình khi cả hát và đàn đều rất giỏi. Cô gái 19 tuổi này từng theo học hệ trung cấp khoa piano tại Nhạc viện thành phố. Hiện tại Thu Cầm đang là du học sinh tại trường cao đẳng âm nhạc của Italia. Thu Cầm hiện đang du học sinh tại Ý. Cô nàng 19 tuổi luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo tự tin. Tuy không xinh xắn theo kiểu hot girl, nhưng Thu Cầm lại ghi điểm nhan sắc sắc sảo đẹp lạ của mình. Cô nàng theo đuổi style cá tính đơn giản nhưng vẫn cực chất, hợp gu nghệ thuật. Đặc biệt, thần thái rạng rỡ tự tin của Thu Cầm khiến cô nàng luôn tỏa sáng dù ở bất kỳ đâu. Ngoài năng khiếu nghệ thuật, Thu Cầm cũng rất giỏi nấu ăn. Từ bé, mỗi khi bố mẹ vắng nhà, Thu Cầm là người chăm sóc, chơi cù cùng em trai Mạnh Cầm. Tuy có ông bố nổi tiếng lại tài năng, nhưng gia đình không có hướng cho Thu Cầm tham gia vào showbiz. Và ước mơ của Thu Cầm sau khi hoàn thành chương trình học chính là trở thành một cô giáo piano. Thu Cầm sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, và ước mơ của con gái Duy Mạnh chính là trở thành một cô giáo dạy piano. Cuộc sống sang chảnh của Công Vinh Thủy Tiên, biệt thự siêu xe, tháng tiêu tốn 200 triệu. Sau 10 năm bên nhau, mối tình của Công Vinh Thủy Tiên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, không ít người còn tò mò về khối tài sản khủng của cặp đôi. Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu đích thực giữa một showbiz thời non hẹn biển, rồi lại ngày ngày chia tay ly hôn, thì hãy nhìn vào cặp đôi Công Vinh Thủy Tiên. Được ví như viết bét Việt Nam, cặp đôi trai tài gái sắc này đã trải qua cả một thập kỷ cùng nhau. Giờ đây 5 năm sau khi kết hôn, cả Công Vinh lẫn Thủy Tiên đều trở thành những ông hoàng bà chúa, quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Cuộc sống sang chảnh giàu sang. Sau khi về chung một nhà, khối tài sản tích lũy của hai vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên sau nhiều năm lăn lộn trong nghề được tăng lên bội phần. Hiện tại cả hai đang sinh sống tại căn biệt thự tọa lạc ở quận 7. Ngôi nhà nằm ven sông rộng gần 300m² với 5 phòng ngủ. Bên trong biệt thự, Thủy Tiên chia sẻ, hai vợ chồng dành gần 100m² để trồng rau. Căn biệt thự này của cặp đôi có giá khoảng 22 tỷ đồng. Công Vinh Thủy Tiên sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống hạnh phúc của cả hai sau 10 năm chung sống. Cả hai tận hưởng chuyến du lịch cùng con gái. Thủy Tiên tiết lộ về cuộc sống nhà lầu xe hơi, mỗi tháng tiêu xài 200 triệu cho nhu cầu sinh hoạt gia đình. Từ tháng 4, 2012, Công Vinh Thủy Tiên trở thành đại sứ thương hiệu cho Audi Việt Nam. Nhân dịp này, hai vợ chồng cũng tậu ngay một chiếc xe sang trị giá 2,3 tỷ đồng. Hiện tại cặp đôi còn đang sở hữu xế hộp 5 tỷ khiến nhiều người choáng váng. Thủy Tiên cũng cho biết hiện tại cô đang ở biệt thự, đi xe sang. Nghỉ tại khách sạn xa hoa. Mua được túi sách đắt nhất thế giới và tài khoản lúc nào cũng có cả 100 tỷ. Cặp đôi còn tiết lộ, mỗi tháng họ chi tiêu khoảng 200 triệu cho chi phí sinh hoạt gia đình. Trở thành đại sứ thương hiệu, cả hai vợ chồng quyết định sắm luôn siêu xe. Chiếc xe Audi trị giá hơn 2 tỷ. Chọn cách sống trong sạch đức hạnh, sau khi lấy chồng Thủy Tiên cũng im hơi lặng tiếng hơn trước. Cô ít xuất hiện trước công chúng cũng như tham gia các dự án âm nhạc lớn. Dường như cả hai vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đều muốn tránh xa những ồn ào thị phi của showbiz. Và dù nổi tiếng giàu có, nhưng cặp đôi luôn chọn cách sống đức hạnh, được mọi người tôn trọng. Công Vinh Thủy Tiên không ít lần ra Bắc vào Nam để đi từ thiện, cả hai đều ăn mặc hết sức giản dị. Không báo đài truyền thông, ở quê nhà Công Vinh cũng được biết đến là người con hiếu thảo.
khi anh đều đặn hàng tháng đều gửi tiền về cho bố mẹ. Từ nhà cửa, xe hơi, tất cả đều được anh mua sắm. Hàng xóm kể lại, mỗi lần anh về quê đều mua quà thăm hỏi mọi người. Công Vinh Thủy Tiên đi làm từ thiện, giàu có nổi tiếng nhưng cặp đôi luôn sống hướng thiện. Thủy Tiên tới tận bệnh viện để trao tặng số tiền từ thiện. Có thể nói vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên luôn nhận được sự yêu quý và ngưỡng mộ của mọi người, không chỉ vì cuộc sống mà còn bởi nhân cách của họ. Khán giả phản ứng dữ dội khi Xuân Bắc thay thế Hoài Linh. Những thay đổi trong mùa mới của Ơn Rời Cậu Đây Rồi 2019 khiến khán giả tranh cãi. Vừa qua, tập đầu tiên của Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa thứ 6 đã lên sóng với những thay đổi đáng kể. Theo đó, sau 5 mùa, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh không tham gia tiếp chương trình, còn người đẹp Lâm Vĩ Dạ sẽ lên chức trưởng phòng để cùng với Mạc Văn Khoa thử sức trong vị trí mới. Từ sau khi công bố những điểm mới mẻ của mùa 6, chương trình đã vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi của khán giả. Đặc biệt, quyết định thay thế vị trí nhấn chuông của Hoài Linh tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa thứ 6 cho nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc khiến nhiều fan của danh hài sở hữu nhà thờ tổ trăm tỷ cảm thấy tiếc nuối. Suốt những mùa qua, Hoài Linh đã tạo điểm nhấn và ấn tượng mạnh mẽ với người xem truyền hình. Từ vẻ ngoài bình dị, lối ăn nói mộc mạc có duyên và đặc biệt là khả năng xử lý tình huống khó ai có thể sánh kịp. Ngoài ra, sức hút từ một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tên tuổi như Hoài Linh đã mang đến một lượng fan rất lớn cho Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Chính vì thế, sau khi tập 1 của mùa 6 lên sóng, kênh YouTube của chương trình đã nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Đa số các ý kiến đều bày tỏ chỉ có Hoài Linh mới nhận xét chuẩn xác và xứng đáng làm giám khảo. Trong khi đó, khá nhiều khán giả cho rằng Xuân Bắc chưa thực sự thích hợp để thay thế vị trí của Hoài Linh trong việc nhận xét các nghệ sĩ cùng trang lứa. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người xem tán thành việc chọn Xuân Bắc thay thế Hoài Linh. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, xét về kinh nghiệm và độ phủ sóng tên tuổi, chưa có nghệ sĩ trẻ nào thích hợp hơn Xuân Bắc cho vị trí này. Những luồng ý kiến trái chiều tạo nên nhiều tranh cãi về sự thay thế hai MC, cũng như thay đổi của mùa 6 Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Trong chương trình vừa lên sóng vừa qua, khi lần đầu đảm nhiệm vị trí giám khảo để bấm chuông cho chương trình và nhận xét các phần thi, Xuân Bắc đã chia sẻ chân thành, anh cho hay. Khi trải nghiệm ở vị trí của đồng nghiệp, anh thấy Hoài Linh đã chịu nhiều sức ép ghê gớm khi phải xem để nhớ những chi tiết đắt hay chi tiết không đúng. Và điều quan trọng nhất là phải nhấn chuông đúng lúc. Được một lúc, tay tôi để trên chuông để chuẩn bị bấm rồi, nhưng cứ phải rình rập xem có nên bấm lúc đó hay không, hoặc nên bấm lúc nào, tôi không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Ngoài ra, Xuân Bắc cũng rất đồng cảm với Trường Giang, anh chia sẻ với ông xã nhà Phương rằng Trường Giang đúng là có tố chất của những nghệ sĩ lớn để nâng đỡ đàn em. Trước đó, hồi đầu năm 2018, MC Xuân Bắc đã không xuất hiện mà thay vào đó, Trường Giang và Trấn Thành được mời thay thế vai trò này. Sự vắng mặt của Xuân Bắc khiến cư dân mạng đồn đoán về xích mích nội bộ ekip Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thời điểm đó, tin đồn này ảnh hưởng không nhỏ tới Trấn Thành, Trường Giang, thậm chí làm liên lụy cả nghệ sĩ Hoài Linh khi bị cho là không thích Xuân Bắc, nên đã ép nhà sản xuất gạch tên MC này khỏi chương trình. Câu chuyện trở nên ồn ào hơn khi Trấn Thành hỏi vui trong một tập rằng: "Thưa anh Hoài Linh, hôm nay vắng mặt MC Xuân Bắc, một người dẫn chương trình quen thuộc, không biết anh có thấy thiếu thốn gì không?" Đáp lại, Hoài Linh nói: "Không, tôi thấy đủ hơn." Ngay sau đó, trên trang cá nhân của mình, Xuân Bắc đã chia sẻ đoạn clip đời thường cùng Hoài Linh và Tự Long để mô tả tình anh em nghệ sĩ. Trong clip, Hoài Linh hóm hỉnh nói với Xuân Bắc: "Ăn no đi, cậu có công có việc đi làm chỗ khác, Trường Giang và Trấn Thành thay thế rồi lại nói tôi không ưa cậu." Hoài Linh nói đau khổ khi nghe tin đồn là tác nhân khiến Xuân Bắc không được dẫn chương trình, danh hài còn hài hước trêu chọc Xuân Bắc nên nghe chửi hộ tôi. Chia sẻ về tin đồn, tất cả các nghệ sĩ đều cho hay họ rất sửng sốt trước sự suy diễn của dân mạng. Để tránh ồn ào trên mạng xã hội, Xuân Bắc buộc phải quay clip để lên tiếng. Anh khẳng định thời gian qua vì trùng lịch biểu diễn nên không thể tham gia ghi hình show như kế hoạch. Xuân Bắc, Tự Long thậm chí còn áy náy khi ít có dịp mời đàn anh buổi ăn tối thân tình, trong khi mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, Hoài Linh luôn nhiệt tình dành thời gian tiếp đãi họ. Xuân Bắc không ngờ là những câu nói đùa trong chương trình lại trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội, có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng như vậy. Cường Đô La bật khóc cảm ơn mẹ và vợ Đàm Thu Trang trong lễ cưới. Hôn lễ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang được đánh giá là sự kiện nổi bật giới giải trí. Lễ cưới của họ diễn ra vào tối qua 28 tháng 7. Tối 28 tháng 7, lễ cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang diễn ra tại một trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng quận nhất. Hôn lễ cặp đôi thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, giới truyền thông. Doanh nhân 37 tuổi không hoạt động trong showbiz nhưng lại nổi tiếng trong giới giải trí.
cuộc sống của anh được chú ý không kém các ngôi sao hàng đầu của showbiz. Giây phút ngọt ngào khi chú rể hôn cô dâu trước sự chứng kiến của 1.000 khách mời. Là doanh nhân đào hoa, nhưng từ khi gắn bó với Đàm Thu Trang, anh luôn thể hiện tình cảm sự quan tâm dành cho cô. Cả hai có nhiều điểm chung như cùng có đam mê tốc độ và xe hơi. Phát biểu trong lễ cưới, Cường Đô La không giấu được sự xúc động. Anh rơm rớm nước mắt, nói lời cảm ơn mẹ và vợ, hai người phụ nữ quan trọng đã luôn ở bên động viên khích lệ khi anh vui buồn. Từ 18 giờ, cô dâu và chú rể xuất hiện rạng rỡ đón khách. Đàm Thu Trang mặc đầm cúp ngực, gợi cảm khi sánh đôi bên ông xã. Cường Đô La ân cần chỉnh váy cho vợ trước ống kính khi lo lắng cô gặp khó khăn khi di chuyển. Từ khi công khai yêu Đàm Thu Trang, Cường Đô La luôn thể hiện tình cảm với cô trên trang cá nhân. Trước ngày hôn lễ, Cường Đô La còn gửi tới vợ những lời ngọt ngào. Dù trong ngày tệ nhất, anh vẫn hạnh phúc vì cưới được em. Đàm Thu Trang ôm hôn Subel trong lễ cưới. Subel vừa từ Mỹ trở về Sài Gòn để kịp dự lễ cưới của cha. Khách mời dự tiệc cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang được ban tổ chức gọi điện nhiều lần xác nhận về thời gian chỗ ngồi. Vì vậy mọi người đều có mặt đúng giờ dự tiệc. Vào lúc 17:30, dàn siêu xe bắt đầu xuất hiện bên ngoài địa điểm tổ chức lễ cưới. Nhiều năm qua, Cường Đô La là một trong những thành viên tích cực của Carbasson. Câu lạc bộ này hội tụ những siêu xe đình đám hàng đầu của các đại gia từ nhiều tỉnh thành. Và trong ngày cưới Cường Đô La, các thành viên của Carbasson không thể vắng mặt. Vì vậy, trong hôn lễ của doanh nhân 37 tuổi, có sự xuất hiện của hàng loạt siêu xe đắt giá. Sự xuất hiện của dàn siêu xe thuộc Carbasson gây chú ý cả đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. 10 siêu xe đều dán chữ Happy Wedding như lời chúc mừng gửi đến Cường Đô La và vợ Đàm Thu Trang. Theo ghi nhận, dàn siêu xe còn đồng loạt nẹp bô trong khoảng 5 phút. Một nguồn tin từ phía Cường Đô La cho hay, sự xuất hiện của dàn siêu xe không nhằm trưng trổ sự giàu có, khoa trương. Những người bạn của chú rể muốn tạo sự bất ngờ, đặc biệt cho anh trong ngày trọng đại. Sắc Hưng và vợ là một trong những khách mời đến dự tiệc sớm nhất. Cường Đô La và mẹ, bà Nguyễn Thị Như Loan có mối quan hệ rộng trong giới doanh nhân. Lúc 16 giờ, các nhân viên vẫn tiếp tục làm việc khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng của tiệc cưới. Hình ảnh hiếm hoi có được về không gian tổ chức đám cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang cho thấy không gian tiệc cưới được trang trí ấm cúng phong cách cổ điển. Đàm Thu Trang xinh đẹp trong chiếc đầm trắng được thiết kế cầu kỳ tỉ mỉ của Chung Thanh Phong. Được biết, cô dâu đã thay 3 bộ đầm trong ngày vui. Với mong muốn đem lại sự bất ngờ cho ông xã, Đàm Thu Trang đã âm thầm chuẩn bị váy cưới một mình và tất cả 3 bộ váy của cô đều được giữ bí mật đến phút cuối cùng. Trong hôn lễ lần đầu tiên, Cường Đô La được ngắm nhìn vợ trong những bộ váy cưới cầu kỳ. Không gian lễ cưới của cặp đôi mang âm hưởng núi rừng với nhiều gốc cây cổ thụ lớn. Điều này gợi nhớ đến xuất thân của cô dâu chú rể, bởi cả hai đều sinh ra và lớn lên tại núi rừng Gia Lai, Lạng Sơn.